Hôm nay Thanh Tú xin giới thiệu với anh em một cái chiếc đài cũng đến từ thương hiệu Aiwa của Nhật nha anh em. Nhưng mà nó xuất sang châu Âu cho nên là nó theo đơn đặt hàng của BASF nè. Đó, cái logo BASF này em quay gần rồi. Đây cái logo BASF nè anh em. Đó. Anh em thấy không? Đó, nó là Aiwa. Đó, nhưng mà nó xuất sang châu Âu cho nên là FM nó cũng là 104 nè. Nó làm 4 băng tầng. Sóng 4 băng tầng nè. FM nè, SW nè, MW nè và LW. Đó. Thì tình trạng con này rất là đẹp. Đó, mặt nhôm đây rất là sáng bóng luôn ha. À, lưới nó bằng nhôm lò lỗ nhỏ. Đây là công tơ số nè. Rồi, đây là volume tông. Đây là núm chuyển mạch. Cassette rồi radio ha. Rồi, đây là núm tuning. Rồi mặt trên nè anh em. Đó. Con này á nó chung đời với con 201 của Aiwa. Nhưng mà nó khác cái này nè. Phím bấm tua cơ nè là bấm giữ nó giữ được. Còn 201 á thì mình bấm phải giữ tay. Đó, đây là có 4 băng sóng nè anh em. Nó cũng thiết kế dạng anten dấu. Rồi, con này hình thức rất là đẹp luôn. Tiếng Aiwa thì khỏi lo anh em, con này cũ từ 500 lo nó cũ từ móng ngựa. À, lo của nó là lo bầu dục, lo oval đó. Con này nội thất rất là đẹp luôn. Thì đặc biệt là cái dòng này nè, nó thiết kế cũng giống như Aiwa 201. Là bộ cơ của nó là xài dây cô ro chính là dây cô ro cao su số 13, dây cô ro vuông. Còn dây cô ro mà từ bánh đà sang trục quay cuốn băng á là nó làm bằng dây cô ro vải nha anh em. Cho nên là Thanh Tú cũng làm tua tới tua lùi được, ok ngon lành hết rồi. Máy này là sản xuất sang Âu. Ở mặt sau nè anh em. Đó. Anh em thấy không? Này nó có đóng dấu nè. Bát ép nè, thấy không? Cái từ bát ép nè. Radio thì kho Cro 2. Cái model của nó là 9301. Là theo sức theo thị trường châu Âu đó, con này dùng điện 220 nè anh em. Đa cầu điện nha. Đa cầu điện. Rồi mặt lưng sao như mới luôn. Rồi, như vậy thì nó đóng ở đây 101 da băng nè, cũng giống hệt như con Aiwa 201. Con Aiwa 201 nó cũng đóng 101 da băng. Rồi, thì nói chung là nguồn gốc của này là Aiwa đó, mà tại vì nó xuất sang thị trường châu Âu. Nó cũng có cái monitor ở đây luôn. Đó. Đó, mà đặc biệt ở đây là cái cổng, đó anh em thấy nè. Cái cổng mấy cái cổng mà kết nối này là theo tiêu chuẩn châu Âu cho nên là rắc nó rắc năm chân nè. Đó, rồi nó rắc tròn nè. Đó, đây cũng có nút cần gạt y gan như là Aiwa 201 luôn. Rồi nói chung là phiên bản khác phiên bản với nhau là cũng là nó luôn, nhưng mà phiên bản nội địa Nhật là của Aiwa 201, con này là hàng châu Âu, nó cũng giống gì thôi. Rồi xin giới thiệu anh em đôi đùi như vậy. Thì Thanh Tú xin trước tiên xin test radio đi. Mình chuyển xuống mạch xuống dưới chính giữa nè là bắt radio nè. Chuyển lên kia là chích thì tới lúc mình lại để dành ở đó thì lại có những khi nó lại kéo dài ra. Quân chờ chị củng cố kiện toàn tổ chức vị trí chờ quân. À, này là 610 km của Hồ Chí Minh, nó hơi xa cho nên là tiếng nó không có được rõ cho lắm. Chị bác sĩ Trương Hữu Khanh, phó chủ tịch thường trực Hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khiến nhiều người như chị em mở đúp là em nè nha. Đó, em mở đúp là em. Tôi dùng Vina thì tôi thấy bạn bè bảo là do cái khối nang nó chèn ép thì chúng ta có thể phẫu thuật, do cái u chúng ta có thể phẫu thuật. Thế tuy nhiên phổ biến thì vẫn là liên quan đến những cái vấn đề thoái hóa, vấn đề liên quan đến yếu tố lao động, vận động nghề nghiệp. Thường là không chính chủ, thông tin không khớp với căn cước công dân. Lo bị khóa. Rồi bây giờ Thanh Tú xin chuyển sang FM. Anh em thấy nào, nó để FM ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đã phải xếp hàng là FM đó. Rồi, FM thì mình phải kéo anten lên, anten con này dài trên 1 mét, khoảng 1 mét 1, 2 đó, rất là dài luôn anh em nè. Cao gần tới đỉnh đầu Thanh Tú luôn. Rồi bây giờ chỉnh FM nha. FM con này 104. Một số trường hợp chúng ta có thể phóng bế steroid và đúng cách vào cái khu vực đấy. Được sự thống nhất của ban giám đốc cùng với sự quá gõ luôn anh em của các đoàn viên ban chấp hành huyện đoàn
chậm cầu Hưng Lợi thì lúc này các phương tiện chúng ta có vẻ là cũng dễ thở hơn khi mà mật độ phương tiện không quá đông, chúng ta có thể di chuyển được thưa quý vị. Đó là một số cái giao thông mới thời điểm này. Khí tượng thế giới 23 tháng 3 phụ trách triển khai các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc riêng cho các hãng ba không về kịp á thì lúc mà tiếp cận nó sẽ khó hơn, mà tiếp cận khó hơn thì chúng ta biết vậy. Tiếp tục đổi mới đạo cầm quyền của đảng. Luật chuẩn hóa thông tin thuê bao đã được thực hiện cách đây vài năm, thế nhưng đâu lại vào đấy sim giác vẫn nhiều như rau ngoài chợ. Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Phong. Qua Trang Thiền, khung đọc sau Căng Mính. Đài Kiên Giang, 99.4. Lợi ích này tương đương với 1 giờ bơi hoặc là 90 phút đi bộ nhanh. Port City Hospital. Đó, cần 104 nữa nam. Wow, yeah. And anyway, what's the big deal? I'm collecting money for charity. Rồi bây giờ Bắc Quân sống Việt Nam ha, rồi giờ sang chuyển sang kênh ấp đất nè. Đó, ấp đất đó nam. Ấp đất thì tiếng Anh không à. By the country's prime minister Benjamin Netanyahu as a country. Như vậy là kênh ít đúp rồi AM rồi hoạt động hoàn hảo hết. Em mở đang là đúp nè, thử coi có gì không. Kênh năng lò đúp này chắc của bên nước ngoài anh em ơi, bắt không dính gì hết trơn á. Đó. Đó rồi bây giờ trở lại FM nè. Mính bánh to sạc ôi mà có thể tách biệt tách bạch được tất cả mọi. Rồi ok, như vậy là radio AM FM ít đúp gì hoạt động hoàn hảo hết trơn nha anh em. Hạ anten xuống. Rồi giờ Thanh Tú xin test với anh em là cái vấn đề băng cassette nè, thì Thanh Tú cũng nói luôn là cái vấn đề mà tua lùi tua tới đó nè. Lấy cái lõi băng trắng này để anh em, em quay gần nữa cho anh em thấy nha. Nè, cái này là tua lùi nè. Đây nè, ngón tay của Thanh Tú nè. Tua lùi nè nha. Đó, anh em thấy nó chạy không? Quan trọng mấy cái con Eva cổ này là làm được tua lùi nó mới đặt chuẩn. Tự động nhảy luôn nè. Đó, rồi bây giờ Thanh Tú xin tua tới nè. Tua tới nè ngang, lúc này tua tới nè. Đó, chạy tua tới luôn thấy không? Anh em thấy không? Để gần chút. Đó, tôi tới đó, số quay nè. Trở về số 0 nè, quay nè, đó. Rồi bây giờ play nè. Tiếng con này thì hay lắm rồi. Lo oval mà. Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung, miền quê hương đồng chúa thôn xóm tôi sống đời dân thầy quê hương tôi ấp ủ Trường Sơn quê hương tôi là đây nước chảy suối nguồn sông cát dài biển xanh thái. Đêm trăng cao tiếng hò à ơi, lời mẹ ru trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan, và trai gái quê gửi lời chân tình. Qua bao nhiêu tuổi đời ngã oh.
Thanh Tú xin phép tua nè. Tua đi đặng cho nó nhanh hết, đặng mà Thanh Tú test cái chức năng auto stop để chuyển qua chủ đề khác. Chứ bài hát nó dài quá để đợi lâu lắm. Rồi, ok. Stop, ói bằng ra. Đó, anh em thấy không? Cái dòng Aiva nó thiết kế bộ cơ sắt nó làm rất là hay. Rất thích cái chỗ đó luôn. Rồi bây giờ xin hát tua nè. Hát một tân cổ vô duyên đi. Rạng ngời hai mắt em
đầu e thẹn, không dám liếc nhìn cô bác hai bên. Tai vẫn nghe tiếng thì thầm to nhỏ, gái sắc trai tài hai đứa nó thật xứng đôi. Đau xót. Ông nói gì? Tôi nói mà không, hình như đó chỉ là bản tính tự nhiên của người thầy thuốc. Lòng chỉ muốn cứu người cho nên đau xót trước cảnh giết người. Cảm ơn ông, dân Tây Hạ chưa cần đến lòng thương hại của người Mông Cổ. Ông hãy đi đi. Cô nương, ông muốn nói gì nữa? Tự nhiên sao tôi nghe lòng mình rộn rã muốn gào thét lên một điều gì đó, nhưng rồi tôi vẫn phải ngậm câm. Thèm được nghe thêm đoạn cuối chuyện buồn mười bảy năm về trước. Anh em chú ý nha, cái nút này khi mình kéo xuống dưới đây là nó tắt toàn phần, có nghĩa là nó ngắt điện luôn đó. Đây là một cái công tắc nè, rồi lên đây là radio nè, rồi lên đây là cassette hát nè, nó riêng biệt hết ba nấc nha. Kéo xuống là tắt đó, để khi mà mình về đây cái đầu mình để chế độ này mình bấm sau là không có hoạt động gì hết, tưởng đâu là máy nó bị hư bị cháy gì, thật ra là không phải.